không còn yếu đó, không đi được thì con mới về. Rồi lúc đám cưới đó thì mình về quê là mình làm cưới dưới quê luôn hả? Dạ. Thì về rước dâu sao cô? Chị xui đưa dâu xuống rồi ở dưới có tổ chức đám, mặn heo cũng 100 kg về 120 kg, thằng lớn thằng trọng gì đó, đưa dâu về trên này cả nhà hàng luôn, rồi ngồi nửa vui mà nửa cũng buồn. Muốn sao cô? Nửa vui là con mình nó làm cho mình nở mặt nở mày với bà con, còn như buồn không, mình nghèo quá mình không có cái gì mà cho con á. Cả nhà hàng cứ MC lên, cứ bà Nguyễn Thị Trân lên, họ nhà trai lên biết Cà Mau cũng kêu vậy đó, mà mình lên sân khấu cũng vui mà nửa buồn, không biết là đám này tiền bạc, không biết là con mình nó lo toàn không. Dạ. Phải chị biết đó, mà biết chú Quyền Linh sớm là chú Quyền Linh làm MC cho rồi cô ha. Con đi đọc làm MC luôn, khỏi gì cho lên là chú bao ăn đi thôi ha. Nhưng mà cô thấy chồng với mẹ chồng hợp nhau điều gì? Hợp cũng gửi cho đồ, cho quà tặng đồ này kia, nói chuyện đồ với nhau. Dạ. Hợp nhau coi ăn uống có hợp không? Mà dâu nấu cho mình ăn thôi, mình không biết nấu. Mà cô ăn thấy ngon không? Ngon, lên đây là nay cả 20 ngày nó nấu ăn. Dạ. Quần áo này kia, thời trang này có hợp với dâu không? Nó mua không rồi, chú Quyền Linh là chú có mua vậy chứ. Thì cũng buồn vậy đó, buồn là như mình cưới dâu mà mình không có cho gì. Con đi tới đâu là đám là con tôi nó đem tiền ra đây đó. Còn gái thấy em hợp với mẹ chồng em gì? Em với mẹ là khác cái gu ăn mặc rồi đó. Mẹ thì thích tươi sáng, còn em thì thích trang nhã một tí. Đó, cái này là em chở mẹ đi mua. Chứ nói mẹ ơi đường xa lắm để con mua cho. Mẹ nói thôi chở tao đi tao lựa. Rồi cuối cùng mẹ lựa cái màu đó đó. Còn em thì gì? Mà lên đây gặp chú với cô cũng cảm ơn chương trình. Dạ. Cô không biết nói gì. Đâu có gì đâu, cảm ơn. Lên đây chơi tụi con mà vui mà. Cái nổ lắm. Hả? Lên đây vì cái nổ. Ai nổ? Nổ là mà bao nhiêu cái điện thoại nó lên á, là mình ở dưới mình nghèo quá mà mình lên đây được gì rồi mình người ta nói mình nổ. Không có gì mình nổ đâu. Cái mặt cảm là mình nghèo. Ngày nào mẹ cũng nói vậy, nhưng mà nói mẹ ơi hả, mẹ nó lo được cho ba đứa bốn đứa con hả, nên người rồi là mẹ giàu rồi, mẹ đã cho con mẹ ăn học tới. Dạ, tôi Nguyễn Thị Trân, 68 tuổi. Dạ. Dạ, tôi quê ở Cà Mau. Cà Mau huyện nào cô? Dạ, huyện Đầm Dơi. Dạ. Cô ở cái nhà làm công việc gì? Dạ, ở nhà làm vuông. À, làm vuông tôm á ha. Dạ. 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 Mùa này nước có nhiễm mặn không cô? Dạ mặn. Nhiễm mặn. Ở dưới mặn không à? Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À. Chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thị Yến Duyên. Năm nay 29 tuổi, em làm nhân viên kinh doanh của công ty nước mắm. Chị làm dâu của mẹ được 10 năm rồi. Wow. Cái ngày đầu tiên cô nhớ cái đây 10 năm, cô còn nhớ cô gái này gặp cô rồi cô có ấn tượng gì không? Con trai tôi lên Sài Gòn nhờ người quen giúp đỡ cho con tôi lên đây. Lần đầu tiên tôi đi nói vợ cho con tôi là không phải châu này. Cái này thì phải nói thật là em gặp mẹ lần đầu tiên á, là mẹ là mẹ của anh trai thôi. Chồng em bây giờ đó, ảnh là bạn của anh hai. Thì anh đến nhà chơi em chỉ xem là anh trai thôi. Thì mẹ lên mẹ đi hỏi vợ cho ảnh, chứ thật sự ra không phải hỏi em. Lúc đó em mới 15 tuổi hả? Sau đó là hai người không đến được với nhau do tuổi tác gì đó. Thì thấy ảnh cũng tội nghiệp, ảnh cứ nhậu nhẹt đồ hoài, ảnh buồn đó. Rồi cái từ từ tình cảm anh em nó lắng át sang tình yêu nào cũng hay. Nhưng mà lúc mà chị gặp mẹ cái lần đầu tiên đó, chị cảm thấy mẹ là người như thế nào? Mẹ là ấn tượng với em là một người phụ nữ quê chắc phát thiệt thà. Em còn tuyên bố với mẹ một cái là con hứa với bác là con sẽ về quê ăn đám cưới ảnh, chứ làm dâu bác thì không. Tại vì tại bác có ngỏ, mẹ có ngỏ lời là mẹ còn hai thằng con trai ở quê nữa, con có thích không thì làm dâu bác. Nhưng mà cuối cùng duyên số sao lại dính hết 10 năm. Dạ. Thì cưới rồi nó ở trên Sài Gòn không hề, nó không có về làm dâu. Nhưng mà có lần nào là em đi về nhà làm dâu? Về quê đám cưới thì em ở được 3-4 ngày gì đó. Rồi cứ hàng năm là em về chơi một lần, chứ em không có ở lại luôn. Khi mà quen con trai của mẹ ở đây đó, thì quen bao nhiêu năm? Em quen 3 năm, từ năm 16 tuổi đến 19 tuổi em cưới. Ồ, có về quê thăm bác trong lúc quen không? Dạ không, đến lúc cưới em mới về quê, mới biết nhà mẹ thôi. Chứ thật sự trước đó em chưa bao giờ về.
Tết cũng cũng đám giỗ rồi mới về. Nó nói sao mà mẹ không nói con về quay quần cho nó vui. Nó nói thôi để mẹ còn khỏe mẹ lên, chứ đi về quê á nhiều tiền lắm. Dạ. Cái gì cũng muốn mua thì thôi thì mình cũng tiết kiệm cho con mình, cho nó ít đỡ tốn tiền. Chừng nào mà mẹ không còn yếu đó, không đi được thì con mới về. Rồi lúc đám cưới đó thì mình về quê là mình làm cưới dưới quê luôn hả? Dạ. Thì về rước dâu sao cô? Chị xui đưa dâu xuống rồi dưới cũng tổ chức đám mặn heo cũng 100 kg về 120 kg làm lớn tận trọng gì đó, đưa dâu về trên này cả nhà hàng luôn, rồi ngồi nửa vui mà nửa cũng buồn. Muốn sao cô? Nửa vui là con mình nó làm cho mình nở mặt nở mày với bà con, còn như buồn không, mình nghèo quá mình không có cái gì mà cho con á. Cả nhà hàng cứ MC lên, cứ bà Nguyễn Thị Trưng lên, họ nhà trai lên biến Cà Mau cũng kêu vậy đó, mà mình lên sân khấu cũng vui mà nửa buồn, không biết là đám này tiền bạc, không biết là con mình nó lo toàn không. Dạ. Phải chị biết đó, mà biết chú Quyền Linh sớm là chú Quyền Linh làm MC cho rồi cô ha. Con lên làm MC luôn, khỏi gì trơn, lên là chú bao ăn kia thôi ha. Nhưng mà cô thấy chồng với mẹ chồng hợp nhau điều gì? Hợp cũng gửi cho đồ, cho quà tặng đồ này kia, nói chuyện đồ với nhau. Dạ. Hợp nhau rồi ăn uống có hợp không? Mà dâu nấu cho mình ăn thôi, mình không biết nấu. Mà cô ăn thấy ngon không? Ngon, lên đây là nay cả 20 ngày nó nấu ăn. Dạ. Quần áo này kia, thời trang này có hợp với con dâu không? Nó mua không rồi, chú Quyền Linh là tôi không có mua gì hết trơn. Thì cũng buồn vậy đó, buồn là như mình cưới dâu mà mình không có cho gì. Con đi tới đâu là đám là con tôi nó đem tiền ra đây đó. Còn em gái em thấy em hợp với mẹ chồng em cái gì? Em với mẹ là khác cái gu ăn mặc rồi đó. Mẹ thì thích tươi sáng, còn em thì thích trang nhã tí. Đó, cái này là em chở mẹ đi mua. Chứ nói mẹ ơi đường xa lắm để con mua cho. Mẹ nói thôi chở tao đi tao lựa. Rồi cuối cùng mẹ lựa cái màu đó đó. Còn em thì gì? Mà lên đây gặp chú với cô cũng cảm ơn chương trình. Cô không biết nói gì. Đâu có gì đâu, cảm ơn. Lên đây chơi tụi con mà vui mà. Cái nổ lắm. Đó. Lên đây vì cái nổ. Ai nổ? Nổ là bao nhiêu cái điện thoại nó lên á, là mình ở dưới mình nghèo quá mà mình lên đây được gì thì mình người ta nói mình nổ. Bao nhiêu gì mình nổ đâu. Cứ mặc cảm là mình nghèo. Ngày nào mẹ cũng nói vậy, nhưng mà nói mẹ ơi hả, mẹ nó lo được cho ba đứa bốn đứa con hả, nên người rồi là mẹ giàu rồi, mẹ đã cho con mẹ ăn học tới nơi tới chốn. Thì tôi cũng nói với chú là tôi nghèo chứ tôi cũng ráng cho con tôi đi học. Người ta học 15, 17 mình học lớp 10 thôi, rồi mình dẫn lên Sài Gòn có người quen á, mình nhờ người ta giúp đỡ cho mình. Cái ngày mà chị sinh đẻ rồi đó là mẹ chồng chăm sóc mình kỹ không? Mẹ ruột chị thì họ sợ mùi bệnh viện nên không có chăm được, nên chị mới nói là mẹ ơi mẹ lên nuôi con đi. Mẹ nói ừ thích thì mẹ lên mẹ nuôi cho. Thì một tháng trời họ nằm cữ thì mẹ lo hết. Nên là sắm đồ cho mẹ hết luôn ha, bông tai bông thiết đựng bông tai cũng cho luôn, rồi cái gì cũng cho hết. Nhưng mà mình buồn cái là mình không có cho dâu cái gì hết trơn á. Buồn vụ đó hoài luôn à. Dâu nó đâu có buồn đâu. Dâu nó nghĩ vui lắm luôn á. Vui gì có được bà mẹ chồng nè, nghèo tiền nghèo bạc thì không biết, nhưng mà giàu tình giàu nghĩa phải không chị? Con mà ai cho con nhiều vui lắm, khoái lắm. Rồi đó. Nữa. Nào cho chú nhiều nhiều chút nha. Khoái. Em không biết là ở nhà hai mẹ con mình có những cái điểm nào mà chưa hợp nhau không chị? Mẹ thấy điểm nào chưa hợp nhau mẹ ha? Thì mẹ thấy con sanh cho mẹ được hai đứa cháu nội là mẹ mừng. Mà mình không bằng ta chứ cũng không ấm. Cũng buồn lắm. Có khi nào mà hai mẹ con ngồi tâm sự nhau giống vậy không? Nói chung ngày nào mẹ con mà ở với nhau là hai mẹ con nói chuyện hoài. Nhưng mà cũng có những cái lúc mà nói chuyện mà chưa có hiểu ý nhau. Thì có đôi lúc em nói chuyện cũng làm cho mẹ buồn. Có một câu chuyện con muốn chia sẻ. Đừng buồn, hứa đừng buồn đi con mới chia sẻ. Thì nói con nói đi nè. Giờ chưa nói chuyện này. Lúc đó em bệnh, nằm bệnh viện gần một tháng trời. Mẹ ở nhà thì có bé em dâu, nó mới tới nó thăm. Thì mới nói nó là cưng lên cơm nước với mẹ cho mẹ vui. Chứ mẹ ở nhà của mình mẹ buồn lắm, mẹ không có ăn được đâu. Nó mới nói là ngại đường xa, nó đường mưa gió em không có đi được, em lười. Cái câu nói đó nó tam sao thất bản.
nó qua chị dâu rồi qua mẹ ruột rồi tới tai mẹ, thì mẹ lại không có hiểu được điều đó. Mẹ tưởng là mình nói bé em dâu kia là nó làm biếng làm nhát. Lúc đó mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ về, mẹ không ở nữa. Con mọi thứ con cũng chỉ muốn tốt cho mẹ, con muốn mẹ vui ở cái thời điểm đó thôi, chứ con không có ác ý. Và em cũng muốn gửi lời đến em dâu, đến hai cô em dâu luôn chứ không phải là một. Chúng ta là những người phụ nữ ở những hoàn cảnh khác nhau đến nhà mẹ làm dâu, chúng ta thương con trai của mẹ thì chỉ có mẹ là điểm gắn kết. Chị mong là chị em dâu chúng mình thương chồng thì cũng thương luôn mẹ, để cho mẹ được vui những ngày tháng còn lại. Câu chuyện nó lâu chưa? Dạ cách đây 1 năm. Sao cô? Lúc đó tại sao cô buồn con dâu? Thì chỉ nghe nói gì mà nó mất đi làm, chú Quyền Linh nó đi làm thì trời mưa quá đâu có xuống được đâu. Thì nghe nói vậy thôi, rồi thôi cũng con dâu nó hết bệnh rồi về thì mình cũng về nhà mình bỏ cũng cả tháng rồi bỏ nhà. Thì vì gia đình mình ở dưới còn gia đình nhà cửa đâu nữa, mình ra phải về. Nhưng câu chuyện đó câu chuyện hủy lầm con dâu. À, lầm dâu mà nó nói thì mình nghe không tới. Đó, đây là điều thường xuyên xảy ra. Nếu mà mẹ với lại con dâu hay thường xuyên tâm sự với nhau thì tôi nghĩ rằng là nó không có chuyện hiểu lầm đến 1 năm nay đâu ha. Bây giờ cô hết giận con dâu chuyện đó chưa? Dạ hết rồi. Vậy thì có điểm nào mà cô chưa hài lòng với chị không? Dạ bây giờ cũng thương nó, đi sáng này cho nấu cho con cho chồng ăn đi làm, đưa hai đứa cháu nội đi học, điều đó cô cũng quá mừng. Dạ. Nhưng mà hai đứa cháu nội á, là chị với cô có đồng quan điểm về cái cách dạy không? Hồi đó giờ tôi con tôi ba thằng chứ tôi không có quấn con. Còn dâu sao? Dâu đâu có rầy đâu, mà nó ở trên nhà nó rồi ít có rầy lắm, nó về thương muốn chết. Rồi có bao giờ thấy con dâu đánh cháu mình chưa? Chưa, dâu này chưa đánh ạ. À dạ. Có không? Dâu này hai thằng con chưa đánh mà cô không có đánh con. Nhiều khi đánh lén mà cô đâu biết. Nó đánh ở trên này mình không biết, mà con á mình thấy cưng rồi mình biết rồi. Tại mẹ quên rồi đó. Chứ có một lần con đánh cô Lộc trước mặt mẹ đó. Cũng thương dâu đôi khi giấu. Lần đó cháu nó nói tục em đánh trước mặt mẹ, em bắt nó lên tay lại em đánh. Em kêu nó là con tự tát vào mặt con đi, chứ không tát em nên em tát. Thì mẹ mới nói là hồi đó giờ ba thằng con trai mẹ chưa đánh đứa nào hết, sao con đánh cháu? Nó hư con phải dạy. Đánh một lần đó, thế mọi lần mẹ đi đâu mẹ cũng hay nói hồi đó giờ tôi không có đánh cháu mà đánh con, mà nó đánh thằng nhỏ trước mặt tôi luôn. Nghe mẹ nói vậy thì biết mẹ buồn rồi đó. Từ đó về sau là không bao giờ đánh tụi nó trước mặt mẹ nữa, mà đánh sau lưng. Kéo vô đâu đánh đừng cho mẹ thấy ha. Mẹ lên chơi đó thì không đánh nhà mình, rồi nó qua nhà bà ngoại đánh thì mẹ đâu có thấy. Nên là mẹ tưởng là con dâu hiền, chứ thật sự ra hả, hai đứa nhỏ đó mẹ cọp đó, chứ không phải mẹ hiền đâu. Rồi bây giờ để xem coi chồng em sẽ nói gì nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, xin chào hai MC. Hôm nay nhận được tin vợ tham gia chương trình, mình có đôi lời nhắn gửi với vợ. Vợ ơi, tối nhớ ngủ sớm nha, đừng có vào trong mùng bấm điện thoại tới khuya, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Và nhớ ăn sáng thì đồ thì nên mua, chứ đừng ăn đồ nguội từ hôm trước thừa lại. Anh mang đồ mới thì anh ngồi ở với em anh cũng không thoải mái đâu. Và cảm ơn em đã sinh cho anh hai thằng con trai. Và tới sinh nhật của em anh sẽ tặng cho em món quà đặc biệt. Còn ghi về mẹ thì mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng có ăn đồ mặn quá tại mẹ có bệnh cao máu đó. Rồi mẹ nhớ tập thể dục đều đặn, giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng có ăn lung tung, ăn nhớ ăn đúng giờ đó. Cảm ơn chương trình. Con ơi, con nói gì thì tôi cũng ít ăn đồ mặn, bây giờ cũng bệnh cao huyết áp, cũng hồi hộp đi lên đây vậy chứ ở nhà hồi hộp lắm. Bây giờ ngồi ngồi nó muốn rung rung vậy. Mỗi lần mà buồn thì cô giải trí bằng gì? Tối ngày quẩn quẩn với con. Đó giờ cô đi đâu du lịch đâu không? Không có đi. Sao không nói con dâu trai là dẫn đi du lịch? Có chứ, có kêu mẹ đi du lịch đi. Mà mẹ nói hả, thôi đi du lịch thì chi, về nhà mẹ hả, tôm cua cá thiếu gì, tụi bay đi du lịch làm gì. Mẹ muốn tiết kiệm cho con, để dành dùm cho con, mẹ không muốn xài. Giống như đôi bông nè, em tặng mẹ, mà em nói mẹ ơi hả, đôi bông nó nặng quá, nó làm trễ tay mẹ rồi kìa. Thôi để con đổi cho mẹ đôi khác. Mà mẹ
nhất quyết là không. Quý đồ của con dâu tặng. Mẹ tiết kiệm nhưng mà em thấy chị cũng tiết kiệm lắm đó. Nãy anh chồng mới giờ nói là ăn đồ ăn cũ, là anh chồng ăn đồ ăn mới, nhìn chịu không nổi đó. Nói chung là đã là phụ nữ Việt Nam thì mọi thứ mình cũng chỉ muốn vun vén cho gia đình mình thôi. Với chồng thì mình muốn cái gì tốt nhất dành cho ảnh. Thì nghĩ là ảnh đi làm cực hơn mình, nhưng mà ảnh lại không muốn vậy. Thì em hứa với anh là từ đây sao là sáng anh ăn gì em sẽ ăn đó. Hôm nay cô đến chương trình này thì cô mong muốn chị thay đổi điều gì không cô? Dạ không. Nuôi con như cháu vậy là tôi cũng quá mừng. Nó nói mẹ ơi sao mẹ không có nói con về quay quần với mẹ đó, thôi sợ con về tốn kém, thôi để mẹ lên đó. Đi về đây với Cà Mau cũng xa lắm. À chứ để là con cháu về thăm mình chứ mình lên hoài mệt, mình lớn tuổi đi hoài xe đò đi nó mệt. Nhờ vậy mới lên, mới gặp chú Quyền lên. Tại vì mẹ muốn là mấy đứa ở trên này mẹ lên mẹ thăm. Em á là thích cái không khí ngày Tết sum vầy cả gia đình, nhưng mà mẹ lại nói là tốn tiền con, rồi cứ về mà mẹ cứ sợ tốn tiền thì là ha, lại làm cho mẹ buồn. Nên là thôi tụi em ở trên này là để cứ mỗi lần mẹ nhớ cháu thì mẹ lên. Trời ơi, tụi em bà già cả hay buồn đi buồn, tôi về em... luôn. Anh nghĩ rằng về mẹ sẽ vui hơn đó ha. Đúng rồi, nghe lên chắc Tết năm nay tụi con sẽ về với mẹ. À, kệ nó, mẹ không cho cũng gì à. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Còn đây em xin gửi, dạ em xin gửi tặng chị bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn, về có TV cô cao lương đã luôn.